Trên thực tế, mức chi trả cho cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở hiện nay rất thấp, chỉ từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng một tháng. Hầu như lực lượng này làm việc trên tinh thần tự nguyện vì trách nhiệm với cộng đồng thay vì số tiền phụ cấp ít ỏi. Việc cái đãi ngộ thực tế nói cũng là hơi bị thấp. Thứ nhất là chúng tôi không chuyên trách, bản thân tôi là cũng không có phụ cấp, không không có lương, nhưng mà chỉ có phụ cấp chỉ có đâu mấy trăm bạc thôi. Thế nhưng mà về người lính, trách nhiệm đối với người lính và được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ phó dân phố chúng tôi đều là rất tích cực. Hồi đó là cô làm được 232 Còn tổ phó là 206, cô còn nhớ là tổ phó là chú Phượng bây giờ đấy. Thế thế thì trong thời gian thì nói chung là cô được phường và nhân dân tín nhiệm thì là cô làm được ba khóa, ba khóa. Thế như đều hoàn thành xuất sắc từ các vệ sinh môi trường này, hoạt động về các việc là cô đều hoàn thành tốt có lẽ cũng vì lý do đó mà trách nhiệm này không gắn liền với những cán bộ không chuyên trách, họ làm việc theo kiểu tự nguyện vì cộng đồng xung quanh hơn là vai trò của người thực hiện nhiệm vụ một cách đầy đủ. Thực sự đúng là vác từ nhà hàng tổng nhưng cái gì nó cũng phải có cái sự động viên, nó có sự động viên thì mới có sự nhiệt tình người ta tham gia đóng góp mặc dù rất là ít, thế nhưng mà cũng là cái sự lãnh hộ động viên chứ còn thực sự nói để nói bây giờ mà không có cái gì mà để đi làm chắc chắn là sẽ không ai làm. Rõ ràng không phải tất cả những người chịu đứng ra vác tù và hàng tổng cũng vì sự tự nguyện mà không cần bất kỳ sự đãi ngộ nào. Nhưng cũng vì vậy mà không có chế tài nào cho lực lượng này. Câu chuyện bắt đầu nảy sinh phức tạp khi mà số lượng cán bộ không chuyên trách quá đông, quá nhiều chức danh tiêu tốn một khoản ngân sách rất lớn. Riêng 230.000 trong biên chế cấp xã là tính là lương vân vân các thứ phụ cấp là cũng lớn rồi nhé, xong lại cộng thêm 230.000 của không chuyên trách cấp xã và khoảng hơn 700.000 không chuyên trách cấp thôn đều có kiểu gì cũng có phụ cấp hết, cũng từ ngân sách này nữa. Ngân sách dành cho việc chi trả phình to, nhưng do số lượng cán bộ không chuyên trách quá đông dẫn đến mức phụ cấp chỉ dừng ở mức thấp. Có lẽ cũng đến lúc tính đến chuyện gộp chức danh, khoán theo đầu việc. Như thế có thể giải quyết được câu chuyện phụ cấp thấp, trách nhiệm thấp. À, một trong những cái uh công việc quản lý của chính quyền địa phương cơ sở thì chúng ta vẫn tiếp cận theo gọi là đơn vị hành chính số lượng bộ máy và con người nhưng chúng ta không tiếp cận theo là cái sản phẩm hành chính mà cái bộ máy công chức ở cơ sở xã phường thị trấn họ đồng góp như thế nào nếu ta tiếp cận theo cái sản phẩm làm ra của họ thì chúng ta sẽ ngoài là khoản kinh phí thì ta phải mô tả được cái sản phẩm đóng góp thì ta có một hướng để chúng ta tinh giản bộ máy ở cơ sở. Việc gộp các chức danh, khoán theo đầu việc sẽ giúp cho cán bộ không chuyên trách nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Tuy nhiên, cũng cần phải tính đến những khả năng có thể xảy ra trên thực tế. Làm sao vừa phát huy được tối đa tinh thần tự nguyện của người dân, vừa gắn với thực tế công việc thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng.